cái công ty của người ta nè, hai tháng đầu đó lỗ là trừ 225 triệu, còn tới tháng thứ ba lợi nhiều 362 triệu. Vậy hỏi sau 3 tháng là L là cộng, lỗ là trừ. Vậy sau 3 tháng thì lấy 2 này cộng lại đi, trừ 225 cộng 362 bằng. Đây là phép gì? Cộng. Hai số. Trái giống. Làm phép gì? Phép trừ. 362 trừ 225 ra nhiêu? 2 trừ 5 không được, mượn 1. 12 trừ 5 ra 137. 137 ghi vô 137 đơn vị. Đồng. Đồng. Đơn vị. Đồng. Đơn vị. Triệu. Có công ty nào mà lãi có 135 đồng không?